Ủa em. Chị Linh. Sao hôm nay nhiều đồ thế? Để em xách giùm cho. Cảm ơn em. Sao 30 Tết rồi mà em chưa về quê? Năm nay đi lại khó khăn nên chắc em không về quê được. Chú không về quê tha chú ăn Tết được. Tết làm cái gì thì làm, nhất định phải nấu một bữa cơm Tết rồi ăn cùng nhau. Có vị gia đình, vị tình thân thì mới có Tết. Mẹ con mình cùng nấu bữa cơm Tết ngon nhân đôi với hạt nêm Aji ngon và tặng cho mọi người con nhé. Tình thân đó đôi khi mang hơi ấm sum vầy, đôi khi là lời ủi an cho cái Tết một mình, hay là cứu cánh ngày cuối năm bận rộn. Và tình thân đó trao đi tuy nhỏ nhưng khi nhận lại thì nhiều nhân đôi, như hạt nêm Aji ngon tuy nhỏ nhưng đem lại vị ngon nhân đôi. Ngon Tết ngon nhân đôi, ấm áp nhân đôi. Khám phá trọn bộ sản phẩm Aji ngon. Aji ngon.